Mùa xuân người nghèo, tôi là Đa Minh Bùi Văn Bằng, anh trai của em Bùi Thị Tươi. Nhận được những hình ảnh của nhóm Kinh Thánh đã mang mùa xuân Tân Sửu đến với đồng bào nghèo. Chú mời. Hồi đó biết giờ quên rồi. Bao nhiêu tuổi mà quên? Tám mấy tuổi. Cha mình tám mấy tuổi. Đây cha mình tám. Kính gửi đến quý ông bà, anh chị em cùng chia sẻ, nếu có điều kiện, hưởng ứng với tấm lòng bác ái, xin liên lạc về nhóm. Quý chị em Kinh Thánh thuộc Giáo hạt Chí Hòa Việt Nam, ngoài việc siêng năng đến với nhau cầu nguyện với Chúa Thánh Thể, học hỏi Kinh Thánh, họ đã cùng nhau tìm các vị ân nhân để tương trợ vào các công việc bác ái giúp đồng bào nghèo. Năm âm lịch sắp hết. Theo tập tục truyền thống, ngày Tết là ngày hướng về gia đình, nhớ tới tất cả mọi người thân yêu của mình, cùng quây quần bên nhau trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, còn rất nhiều cảnh đời cơ nhỡ khó khăn, lặn lội mưu sinh tha phương cầu thực, đến nỗi cuối năm không có đủ tiền để mua một tấm vé về ăn Tết với gia đình. Nhóm Thánh Kinh Giáo hạt Chí Hòa, ngày 23 tháng 1 năm 2021. Người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba, đời nghe lời con thiết tha, tình thương mê đau. Làm cha hồn chẳng là ơn thiên. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời. Chịu nạn chịu chết vì con mà con đã tha lòng phán nghịch lỗi yêu cùng Chúa. Đã mang mùa xuân Tân Sửu sắp đến với đồng bào nghèo vùng Cần Giuộc, Cần Đước, Phước Hậu, Long Trạch, tỉnh Long An. Qua những món quà thật đơn sơ, chất chứa biết bao tâm tình, ngõ hầu giúp cho đồng bào đón chào xuân mới Tân Sửu 2021 với những điều tốt đẹp nhất. Những ngày Tết sẽ thật sự có ý nghĩa hơn. Tấm hình người thanh niên bị bệnh tâm thần nhốt trong chuồng cũi thật đáng thương tội nghiệp. Rồi những hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, những người già neo đơn, được hưởng một mùa xuân ấm áp trong sự sẻ chia, đùm bọc của tình người, tình đồng loại. Trong đoàn có thầy Thuật thuộc tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu, mang mình Thánh Chúa trao ban cho các tín hữu. Nhóm đã được cha Giuse Mai Văn... Thằng ơi, quay mặt ra đã. Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu coi sóc nhà nguyện Long Trạch, Cần Đước, Long An, tiếp đón, hướng dẫn cấp phát quà cho đồng bào nghèo. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Với truyền thống tốt đẹp của nhóm đã mang đến cho mọi người trong tình tương thân, tương ái của dân tộc và về tình yêu thương của các nhà hảo tâm, họ đã chung tay chia sẻ yêu thương đến đồng bào nghèo, khó khăn, bất hạnh, giúp đồng bào có thêm điều kiện vui xuân, chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, giúp đồng bào nghèo thêm đầm ấm hạnh phúc khi Tết đến xuân về. Tôi Bùi Văn Bằng ghi nhận qua email và tường thuật để tri ân, cảm ơn đến các nhà hảo tâm và nhóm Kinh Thánh Chí Hòa đã hy sinh thời gian mang mùa xuân đến cho đồng bào nghèo.